lại Kata AC Pan bên mình Kata chơi sông. Đánh đi. Bên kia đang tù. Đừng biết rồi đấy. Mặt tươi thế này. Không phải động viên em đâu đánh. Nhưng mà bà AC lại mắc bêu, chỉ trẻ 29% thôi mà. À, cập nhật tỷ số kèo đấu giữa Gunly Meo Meo đối đầu với lô 1 chim mệnh. Vâng, lô 1 chim mệnh khoảng 5C trắng nhưng mát. Dã man phép. Biết thua đấy.
Vâng, thua 5-0 về C. 3-1, 3-1, 3-0, 3-2, 3-2. May mà hôm nay hết kỹ thuật viên đấy, không ai đi quay được, không có người đi quay cái kèo đấy đấy, không có khán giả xem người ta chửi cho thì tím mặt. Đau, mất con phù. Xe đang rất khỏe, xem lại 34. Nhà đây ruộng. Chưa đẻ cả. Trời ơi, cứ tưởng nó đang ra con cà rồi. Thôi, thế thôi. Vui thế đủ rồi. Tỷ số là 2-1 trong xế đấu thứ 7. Chúng ta sẽ đến trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 4.